Yo, hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với Top Mobile Games. Và trong ngày hôm nay thì Konami cũng đã cho chúng ta những cái update khá là mới về cái việc là đổi boy như thế nào trong cái thời điểm mà eFootball 2022 bị delay. Và chúng ta đã có những cái phiên bản Legend, có thể nói là những phiên bản cũ, những phiên bản rất cũ rồi của các Legend. Ở trong này thì chúng ta có Diego Maradona phiên bản Legend 100, Rijkaard này phiên bản Legend này, Bebeto này, Nakamura, Bari và Kiyakisak Senamua. Thì mình cũng đã làm một vài các cái video dành cho những cầu thủ này rồi. Đương nhiên là một vài cầu thủ mình cũng chưa kịp làm cho anh em, thì mình sẽ cố gắng là làm trong những cái ngày sắp tới. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi, đó chính là liệu rằng 5KF, 5KFP, eFootball Boy nó có thực sự là xứng đáng với những cái Legend này hay không, khi mà ở thời điểm hiện tại thì có quá nhiều các icon khỏe, nhanh, chỉ số kinh khủng khiếp. Thực ra thì mình nói thật là có những cầu thủ luôn luôn xứng đáng được anh em tôn trọng, và anh em hãy coi họ như là những Legend, và chúng ta sẽ chơi họ như là những Legend vậy. Và trong ngày hôm nay chúng ta hãy nói đến phiên bản Diego Maradona 100 chỉ số đá vị trí CF nhé. Chắc là chúng ta sẽ nhìn qua một chút về mặt chỉ số này, nhìn qua thôi, mình không nói quá nhiều đâu. Thì điểm mạnh sẽ là về dây bóng và truyền bóng, cũng như là những khả năng về cứa lòng. Và mình sẽ đá trong một sơ đồ, đó chính là hai tiền đạo cặp cùng cả Hulit. Hai cầu thủ này là hai cầu thủ chơi Classic Number 10 và chắc chắn là sẽ không kích hoạt cái style này, thì cái khả năng đá sẽ như thế nào nhá. Ok, let's go. Ok, chúng ta vào trận đấu đầu tiên ngày hôm nay với bộ đôi tiền đạo chơi Classic nhưng mà không đá theo kiểu Classic một tí nào. Beckenbauer, đây là Maradona. Ôi giời, mất bóng rồi anh ơi. Maradona thì sẽ mạnh với khả năng về xử lý không gian hẹp, nhưng mà cũng phải có góc để bo cơ. Còn nếu mà team bạn áp sát nhanh thì Mada cũng khá là dễ bị đẩy. Cái physical contact nó cũng khá là thấp, được cái lượng balance nó cao thôi. Ok, đây là Mada rồi. Chọc khe, ui, chọc khe quả khá là sáng nữa cho Hulit. Van Dijk vẫn nhanh hơn. Van Dijk có vẻ tốc độ là khá là nhỉnh hơn so với hai tiền đạo của chúng ta, nhưng mà không sao cả, hai tiền đạo của chúng ta sẽ dùng kỹ thuật, sức mạnh kết hợp với nhau để đánh bại đội hình này. Jones rất hợp lý. Ôi ôi, tí thì toàn. Cá nhân mình nghĩ là với cái giá là 5K EP, 5K eFootball Point thì việc sử dụng Maradona đối với những anh em nào mà chưa có nhá, sẽ là một cái trải nghiệm nó khá là hay đấy, khá là thú vị. Anh em mà yêu thích cái khả năng dây bóng kỹ thuật cũng như là khả năng cứa lòng, dứt điểm và khả năng double touch thì có thể sử dụng Maradona. Mình thì mình cũng khá là kết Maradona từ cái hồi đầu tiên mà Mara ra ấy. Maradona là một phiên bản là quá khỏe, quá nhanh, gọi là Legend gần như là đầu tiên luôn, đã cực kỳ hay luôn. Salah, hồi đấy thì nhà nhà chơi Maradona, người người chơi Maradona, và Maradona đúng là một tượng đài luôn. Còn có cả cái hình Mara ở bên ngoài bìa cơ mà. Thì cái hồi như là 2018 hay 2017 mình cũng không nhớ rõ lắm. Hồi đấy là chơi là cứ cầm Mara là kiểu gì cũng có bàn thắng. Còn hiện tại bây giờ thì rất là khó khăn khi mà chúng ta gặp phải những cái hàng hậu vệ quá là hay, quá là khỏe, thủ môn bắt cũng khá là điêu. Từ nãy giờ chưa có cơ hội nào sáng sủa cả. Từ nãy giờ chỉ là những cái pha mà tranh đấu ở giữa sân thôi. Và đây là cơ hội để lên bóng này. Hợp lý rồi, đẩy xuống rất nhanh, nhưng mà không hợp lý tí nào cả. Lại một pha đẩy xuống nó không có cái tác dụng đích gì cả. Chuyền cho thế này thì chết anh ơi. Không sao cả, làm lại nào anh em ơi. Chuyền lên cho Mara đi. Rijkaard, hợp lý rồi, chuyền một chạm. Ây à, chuyền kiểu cực kỳ hay, nó cực kỳ dị. Đây rồi, Hulit. Ôi, Robertson quá nhanh. Ở tình huống đó nếu như Mara dịch lên trên một tí nữa, chúng ta phải double touch và cứa lòng được. Mình vừa nói về double touch này. Double touch và cứa lòng. Ôi, lại cột. Lại xa, lại cột rồi. Mấy ngày hôm nay thì xa với cột nó khá là nhiều, không có hiểu tại sao ấy. Cứa lòng nó là rất kỹ thuật rồi, nó là nằm ở cái chân trái ma thuật của Maradona rồi mà, chả hiểu sao. Double touch phát nữa, chọc khe thôi, cái này kiến tạo thôi. Rijkaard rồi, thôi mình kiến tạo đi. Và quả kiến tạo này cũng hơi sợ nhá. Ông Rijkaard dứt điểm nó cũng bằng cột cơ, cứ phải đập cột thì nó mới chịu vào, sợ thật đấy chứ. Và 1-0 rồi, với bàn thắng, à không, với kiến tạo của Maradona. Pha chạy chỗ quá hay của Rijkaard. Đá CMF. Ấy, cái gì đây, cái gì đây. Rồi, ông mà chắc cũng hết giờ rồi, không có kịp rồi anh ơi. Ok, chúng ta sẽ đến ngay hiệp 2 nha. Rồi, hiệp 2 bắt đầu, team bạn như là thay Salah cho Shaqiri rồi. Shaqiri vào sân rồi, thay cho cầu thủ hay nhất thế giới. Ôi, vừa vào phát là, ôi, từ từ anh ơi, từ từ. Ôi, đá cực kỳ phóng khoáng luôn. À, vị vị rồi nha. Nhìn chung thì chúng ta cũng có thể nói cái việc là 5KF là một cái giá khá rẻ dành cho Maradona.
Nhưng mà cũng phải nói được rằng là hiện tại thì cũng không có quá nhiều người chơi Maradona nữa, khi mà anh em đang sở hữu những cái tiền đạo nó trong top game rồi. Basten hay là Forlan hay là Dominic, Mbappe cũng rất là dễ dàng có thể sở hữu. Ronaldo, đó đều là những cái tiền đạo mà dễ chơi, dễ trúng thưởng, sút phát nào là vào phát một. Thế nên là việc chơi Mara thì chắc là sẽ tùy vào cái việc cảm hứng thôi, và anh em nào ưa thích cái lối đa kỹ thuật, chuyển chọn, phối hợp van bật một chút xíu, không có quá nhiều đâu, vì cái tốc độ của Mara nó cũng không thuộc dạng là van bật nhanh. Anh em van bật theo cái tình huống ấy, hoặc là theo những cái phán đoán ấy, mặt óc quan sát ấy, kiểu như này này. Cái này không liên quan đến van bật nhưng mà ơi không được. Ôi vẫn không được. Ông hậu vệ ông nào vậy nhỉ? Khó chịu như ta. Hulit phải rút điểm đi, không được rồi. Biết thế có đấy chuyền nó sẽ hay hơn. Và thỉnh thoảng thì anh em để cho Maradona đá xếp ấy, trong khe thì Maradona cũng không có chạy đâu. Nên là anh em cứ chuyền nhẹ nhàng cùng với Maradona thôi. Và sau đó cầm Maradona rồi làm gì thì làm nhá. Đấy là một cái lời khuyên từ phía mình. Để anh em nào mà muốn mới đầu chơi ấy, Maradona thì có lẽ sẽ có một cái phương án chơi nó hợp lý hơn. Còn nếu mà cứ chọc khe bừa như kiểu đá GoBotcher thì nó hơi khó một tí. Và đến thời điểm hiện tại thì sau cái pha dứt điểm đập cột và pha kiến tạo ngay sau đó, chúng ta vẫn chưa có thêm một cái tình huống nào mới cùng với cả Maradona cả. Thì anh em có thể thấy được rằng là cái khả năng mà kiểu chơi độc lập của Maradona nó có đấy, nhưng mà sẽ yêu cầu khá nhiều từ các vị trí vệ tinh khác nữa cơ. Chạy chỗ như nào cho hợp lý để mình chọc khe hay là mình như thế nào đấy, hút người cho mình dứt điểm. Và dính phản công như này rất là nguy hiểm này. Shakiri, Shakiri không được rồi. Tôi vẫn đang chờ một pha dứt điểm từ vị trí của Shakiri, dây hơi nhiều nhưng không chịu dứt điểm. Maradona đang đánh đầu đi. Ok, vẫn được luôn, nhưng mà đừng có khinh thường anh nha. Lên nào. Cái phần này cứ bình tĩnh thôi, đừng chọc khe, không có chọc khe được đâu. Chạy không có nổi. Đây mới là chọc khe này. Double touch, cửa lòng, à nhầm, kiến tạo tiếp đi, Hulit. hai pha kiến tạo của Maradona sau hai pha double touch của mình. Thì những cái pha double touch của Maradona cũng sẽ là cái điểm mà anh em có thể tận dụng được. Thì bản Legend này thì cũng đã có rồi, anh em chơi rất là dễ cùng với Maradona luôn. Chúng ta sẽ có những cái pha mà đổi hướng bất ngờ, hoặc là những cái pha double touch và cứa lỏng. Một cái bài nó rất là quen thuộc, cơ bản rồi. Đến bây giờ nó là cơ bản, nó không còn là cái gì đấy quá mới mẻ nữa. Ok, chiến thắng đầu tiên rồi. Nhẹ nhàng và easy, thêm một bản nữa đi. Bản nữa đi, hơi tham một tí, không kịp rồi. Ok, và chiến thắng đầu tiên dành cho team Maradona cùng với team Hulit. Hai classic nhưng mà thích đá CF. Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay vào trận đấu thứ hai nhá. Đến ngay vào trận đấu thứ hai, team bạn là team Manchester United, nhưng mà mình thấy là cũng không có quá nhiều cầu thủ MU, thay vào đó là một lối chơi đá cánh nó rất là khó chịu này. Hà Lan và Phọc Lan, hai ông Lan này là hơi bị đáng sợ nhá. Đáng sợ hơn cả Lan đột biến nữa, Manini. Ôi ôi. Rất là sợ luôn. Vừa vào sân là team bạn là pressing hơi bị khó chịu luôn rồi đấy. Đá cánh thì nó cũng rất là thoáng để tấn công. Vẫn là Phọc Lan. Vừa rồi là Hà Lan và bây giờ là Phọc Lan. Chúng ta vừa nói đến hai Lan xong. Lan double thì lúc nào cũng đáng sợ cả. Của Lorenzi, Mbappe. Vẫn còn. Ôi đang hơi bị chệch choạc ở khu vực hậu vệ này. Phá đi. Làm gì? Không thể hiểu nổi, thôi lên được bóng rồi. Tôi cũng thấy hơi sợ vào lúc này. Ok lên đi anh ơi. Ok, Mara trong những tình huống này là sẽ cực kỳ nguy hiểm luôn. Bởi vì sao? Khả năng xử lý trong không gian hẹp và một đường chuyền như thế này thì team bạn dính phản công là toang luôn. Ok, kiến tạo thứ ba trong ngày hôm nay rồi. Những cái pha xử lý nó rất là bình tĩnh, anh em không cần phải vội vàng cùng với Maradona đâu. Cứ bình tĩnh xử lý chọc khe chuyền tròn. Cái khoảng trống là mình cứ thế mình chuyền thôi. Ít nhất là sau những cái pha hãm thành thì chúng ta cũng lấy lại được cái lợi thế để có thể tiếp tục chơi phòng ngự phản công. Rekat lên nào anh ơi. Đây rồi, Hulit. Mara này. Mình nhìn thấy đấy. Lên một tí. Ấy à, từ từ anh ơi. Vẫn còn không vội nha. Rồi. Giữa có người luôn, Rekat này. Xoay đi, chuyền hay sút? Sút rồi nhưng lại ra ngoài, trời ơi. Và dứt điểm là cắm mắt cắm mũi để mà sút nhưng mà sút lại ra ngoài. Chuyền thì mình nghĩ khả năng cao là về vị. Sút thì cũng hợp lý rồi nhưng mà sút hơi chán. Tôi đang tính toán là làm video cho anh em là Rekat lên đá CMF, mà đá như thế này thì thôi coi như nhá hàng trước nhá. Để hôm nào trận nào thể hiện tốt hơn thì mình sẽ làm video sau. Ok, Carlos đánh đầu đi Hà Lan. Ôi, quý vị. Và đương nhiên là team bạn chơi cánh thì những cái bài đánh cánh nó sẽ được tận dụng đến mức tối đa. Nguy hiểm hơn là khi team bạn có cả Mbappe và Hà Lan, thêm vào đó là Phọc Lan nữa. Đánh cánh rồi ban bật để xuống cánh là rất là nguy hiểm. Nên là phải hết sức bình tĩnh trong pha bóng, những cái pha bóng như thế này. Bắt bài rồi. Lên một tí nào. Cunde, ui giời ơi. Trận này được vào sân mà sao đá chán thế. Đẩy đi, Vieira cũng phải đẩy.
hay quá Manini, cầu vào kịp thời, giải vây cho thằng em Koundé. Ê, pha này chịu rồi, chúng ta cũng không kịp xử lý. Mình nghĩ là nếu mà anh em nhanh tay hơn thì một pha double touch để chéo lên trên thì có thể là Mara sẽ thoát được. Mình cũng hơi khó đấy, Popman là một cái CB mà quá khỏe trong năm nay rồi, gần cuối mùa này này. Polit hay quá, chẳng có rất tinh tế anh ơi, ơi. Vẫn là Botman anh em ạ, cực kỳ khó chịu. Vera, để xuống cho Carlos, hợp lý rồi, Phọc Lan nè. Cánh đi, đấy, biết ngay. Tạt vô đi. Ôi ôi, hơi sợ đấy, đừng có đùa. Thực sự là đối đầu với những cái chiến thuật đá cánh là một cái nó rất là khó chịu anh em ạ. Không thể dễ dàng để chúng ta có thể là cover bóng đâu. Hay là những cái pha xử lý nó sẽ lóng ngóng là chết ngay. Đây rồi, cơ hội. Ấy, chạy chỗ rồi mà hơi khó chuyền này. Ủa, chuyền là giữa hai phường thế này, chết dở. Vera. Ê, Phong Lan này. Hay quá. Ui, khỏe dữ thật. Khỏe vãi. John Cruyff cũng vào rồi. Ok, không sao. Vào đây tiếp hết. Rakat này thoáng này anh ơi, chạy đi anh ơi. Đúng rồi. Maradona, đấm được tôi hả? Pulit, ok, 4 kiến tạo trong ngày hôm nay, chưa có bàn thắng nhưng có 4 kiến tạo là mình thấy nó cũng vui rồi. 2 trận, 4 kiến tạo, quá là phê. Ở pha đấy là pha mà chúng ta có lợi thế, vì sao? Tốc độ nó không quá cao cùng với cả Maradona, nhưng mà anh em có cái bứt tốc sẽ là cái giúp cho anh em có cái lợi thế. Và trong tiếng vừa rồi thì Botman cũng không thể có đuổi được mình. Thêm vào đó mình có cái balance nó lại khá là cao, thành ra cái việc mà thông đít đằng sau là rất là khó đó nha. Vieira này, ngon luôn. Vẫn là ông thần Botman, khó chịu nhỉ. Ông thần Botman là vừa to lại còn vừa nhanh anh em ạ, chân lại còn dài, hiệu quả phòng ngự hơi ảo. Mada, thế rồi, fake shot này. Và chúng ta sẽ tạt vào trong cho Hulit, làm gì thì làm đi, dứt điểm hay là sút? Dứt điểm hay là sút thì nó khác gì nhau. Sút rồi nhưng mà ngã. Khả năng cao là cũng không có phạt góc ở đâu. Những phút giây cuối đang rất là căng thẳng khi mà chúng ta mất bóng liên tục, đang cố gắng để đẩy bóng lên nhưng không được rồi. Đường truyền quá chán của Lucas Hernandez. Và bây giờ chúng ta đang phải chống đỡ với Mbappe. Tốc độ của Mbappe vượt qua được rồi. Romagnoli không thể làm được Phọc Lan. Pha chạm bóng quá hay của Maldini. Phản công. Có Mara trên không nhỉ? Có Mara luôn anh ơi. Đánh đầu này. Ê, đánh đầu kiểu gì đây? Chán thế. Giờ đang bị phản công. Không ổn. Ôi ơi, Hà Lan. Lại đá phạt nữa. Đá phạt thì đá phạt hoài. Rồi đá đi bạn ơi. Beckham. Nhảy lên này, ok, hay rồi. Ôi, lại cánh rồi. Florenzi này. Lên thôi, Hulit này. Một pha nữa đi anh em ơi, một bàn nữa. Hợp lý, Kaka đẩy xuống cho Hulit. Cứ từ từ thôi, chọc khe là bắt đấy. Để cho Mada này hợp lý luôn, pha đường chuyền này. Đường chuyền rất hay. Ê, lên đi, sao lại dừng. Sao lại dừng quả đấy nhỉ. Ok, và đó là trận đấu thứ 2. Mara cũng đã có 4 kiến tạo rồi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu cuối cùng để xem là Maradona có bàn thắng không nhá. Let's go. Và chúng ta đến với trận đấu cuối cùng, không phải Manchester United thì cũng sẽ là Liverpool thôi. Ok, Kaka, Puit, Maradona cực kỳ thoáng xoay người đơn giản. Ôi, quả này đã ăn rồi. Dứt điểm chân trái này, chéo góc luôn. Những cái pha dứt điểm này của Maradona đó chính là một cái thương hiệu của cái phiên bản Legend này. Em có thể dứt điểm chéo góc cực kỳ hay cùng với Mara luôn. Ví dụ những cái skill như là long drive, long shooting và dứt điểm nó sẽ có cái sự ổn định. Tuy nhiên dứt điểm ở chân trái ấy, đừng dứt điểm ở chân phải nó phế lắm. Thực sự là cực kỳ phế luôn. Ok. Ê. Gì nữa? Ôi, thề luôn ạ, tôi không hiểu. Tôi đã trúng bóng rồi mà. Tôi cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Một cái pha sọc bóng nó khá là hay của Vera. May mắn là Arnold cũng không có ghi bàn. Mà nếu mà ghi bàn thì thực sự là trận này quá đen. Tôi tưởng quả lúc nãy là Owen còn việt vị cơ. Quả thoát người ảo thật đấy. Ok, không sao cả. Vẫn là 1-0 thôi. Lên nào, phối hợp nào anh em ơi. Ôi, quả này thoáng. Ôi, nhưng mà ông Koundé này truyền chán thế. Ôi, quả Rijkaard là có nhìn thấy người chạy rồi. Thì bạn phản công này. Thì bạn đá cũng rất hay với chiến thuật là 4-3-3. Mohamed Salah, Henderson. Hay quá. Vẫn là Salah. Cực kỳ hợp lý. Nhưng không được rồi. Vẫn là Salah. À nhầm, Owen. Ông Owen này thoát ảo nhờ. Kiểu gì cũng nhận được bóng ạ. Không sao, lên nào. Face shot, chọc khe được không? Ê, còn đấy bài quá. Hulit còn chưa kịp lên. Lại là team bạn đây. Salah rất hay.
Quá hay. Ôi ôi Mane. Mane đẩy xuống cho Gerrard không? Đẩy xuống rồi, chắc chắn. Ui. Không ổn. Ui rồi, team bạn là một pha bóng. Một pha bóng mà có lẽ là cái sự may mắn là đã ủng hộ team bạn rồi. Pha đấy mà pha Gerrard có thể thoát được cả Rijkaard thì tôi thấy là hơi điêu. Rồi ok. Không sao. Chúng ta sẽ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra nhá. Tiếp theo, tiếp tục nào. Camavinga. Vieira. Lại là Camavinga. Pulis đây rồi. Bắt ra double touch ơi. Double touch ơi. Cái gì đây? Ôi lên được kiểu điều thế nhở. Điều thế nhở. Quả của mình thì không được mà quả của bạn lên dễ dàng như vậy sao? Mà trong khi đó là đập hai ba thằng ngã sóng xoài ra rồi. Owen. Mày quá không đánh đầu được. Sợ thật chứ. Ok ok ok, lên nào. Đánh đầu ok thoáng. Ui khó quá không qua lên anh ơi. Vừa một tí nhá. Chạy rồi. Coolit này. Ok. Mà ơi, anh ơi, em chuyển cho anh này. Anh giữ điểm đi. Ơ chân cháy anh ơi. Tại sao anh lại sút chân phải? Ôi. Má ơi, anh lại sút chân phải như vậy. Sao anh không sút chân trái đi? Anh điểm ở ngoài làm gì cũng được. Ê Maradona, cứa lòng đi. Ui. Điêu nhỉ? Alex sớm mất hay quá. Mình không có dám nói thêm cái gì nữa, mình thấy nó hơi điêu thôi. Không sao. Mới bỏ lỡ cơ hội như thế này mà thua thì đúng là chỉ biết trách mình không biết trách ai cả. Điêu Sơn. Ôi, thì bạn đã bình tĩnh thôi bạn ơi. Cánh là tôi sợ lắm, đừng đánh cánh nữa. Đánh vào trong đi, đúng rồi, đánh vào trong thì tôi còn bắt được. Tìm bạn cứ để ra cánh hoài đá khó quá, khó đỡ vãi ạ. Lại là cánh nữa này, chuẩn bị lại cánh tiếp này. Lại xuống rồi, Anderson. Không được, may mắn chúng ta là bên trong không phải là một tiền đạo đánh đầu tốt. Gặp ông Clivert hay là ông nào đánh đầu Ronaldo thì tôi chắc là tôi toàn mấy chục quả rồi. Ok. Bình tĩnh nào. Tôi thoát pressing ok mà. Vieira, Mara đây rồi. Chạm bóng kinh tế thôi anh ơi. Lên dần dần thôi. Không có gì vội vàng. Chuyển gió cho Hulit này. Hulit là chuyển cho Mara là hợp lý luôn. Chào khe. Ôi. Cái này cũng là một cái bất lợi của Mara. Cái khả năng lựa chọn vị trí nó cũng không được cho lắm. Ê. Ơ kìa. Chuyển cực kỳ đơn giản thôi mà cũng không được nhá. Chán thế nhở. Đen. Thế đánh giá là đen luôn đi. Không có phải chán, đó là đen đi. Rồi. Đánh đầu anh ơi, cảm ơn anh ạ. Ôi, tí nữa đấy có một pha kiến tạo thứ 5 dành cho Maradona. Bật nhảy đánh đầu là rất tốt từ Camavinga rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thay Basten vào cho Coolit đi. Đổi mới cái lối chơi một tí. Coolit là hơi gặp vấn đề rồi. Ok, thế thôi nhỉ. À đâu, Dempiero nữa. Dempiero thay cho Rijkaard để cho một cái sức tấn công nó mới lạ hơn. Team bạn không bắt bài được mình. Team bạn là cũng đã nhận thấy ra được cái cái sự sai lầm là khi mà để Owen đánh từ đầu hay Odegaard vào rồi. Odegaard vào đánh đầu cũng rất là sợ đấy. Từ một sắp nữa thì tôi toàn. Ok, bình tĩnh nha, hết sức bình tĩnh anh em ơi. Không quá vội vàng trong những pha bóng nha. Dempy đây rồi. Dempy vào đá cũng sẽ có một chút thì nó ảo hơn. Những pha chuyền chọt và dứt điểm hơn Rijkaard một tí về dứt điểm. MP này, hay quá. Không được vội vàng. Pha này là chọc khe. Được này, Dempiero. Mana ơi, anh ơi, chạy đi anh ơi. Ôi, chọc khe quả gì đấy. Trời ơi, ra chọc khe quả như vậy. Oh no. Để cho những anh em thắc mắc là tại sao tôi không sút của đấy cùng với Dempi. Video này là dành cho Maradona chứ không phải là Dempiero nhé. Tôi sẽ, nếu như Mana không có kiến tạo thì ít nhất là Mana phải ghi bàn. Quả này thì cũng hơi tiếc anh em ơi. Ôi chết tôi rồi, phản công cho team bạn. Thua lúc này là rất là khó gỡ đấy nhá. Salah. Oh no. Cái gì? Chết rồi, penalty rồi. Penalty rồi. Trời đất ơi, nghiệt ngã cuộc đời. Ok, rất căng thẳng. Bên nào đây, số nào đây. Sao Mohamed Salah. Này Mohamed Salah. Ok. Trận đấu vẫn chưa được an bài và chúng ta vẫn có cơ hội anh em ạ. 9 phút cuối cùng là những 9 phút rất căng thẳng đây. Rồi, thì bạn cũng đang lấy lại tinh thần. Mohamed Salah xuất điểm quả đấy là cũng không ngoài dự đoán của mình. Thực sự là như vậy. Mohamed Salah rất nguy hiểm. Ok, lên bóng luôn. Mana có phía trên không? Tôi sẽ phớt một đường bóng lên rồi cho
Maradona. Quánh đầu, ây, đầu như chạm Mada rồi. Ôi ôi, chết giờ, căng thẳng thế nhở. Ok, cướp bóng luôn, rồi. Tầm này là pressing tầm cao luôn, không phải phải nghĩ ngợi anh em ạ. Đây rồi, team bạn sai lầm là chúng ta sẽ phải bắt trả giá ngay lập tức. Camavinga, thôi chọc khe nhỉ. Ây, Vazden, không được rồi. Bóng là phải đến chân Mada thì mới có bàn thắng. Hình như là phải như vậy anh em ạ. Chứ đến chân mấy ông khác là không có ghi bàn được. Không sao, ngày hôm nay là ngày của Maradona. 3 phút bù giờ, tất cả đều có thể xảy ra. Salah này, rồi ok. Cơ hội cuối cùng lên nào anh em ơi. Ê, chuyền dễ rồi, sao chuyền khó đây anh ơi. Không sao, vẫn là Basten, xử lý ổn. Maradona, ấy xong rồi. Del Piero. Và đúng như chúng ta đã nói, bóng đến chân Mada thì mới có bàn thắng. Và trong ngày hôm nay, Mada có tổng cộng 5 kiến tạo, 1 bàn thắng, tất cả đều từ cái chân của Maradona. Và Maradona xứng đáng là một legend, huyền thoại vô giá, chứ không phải là đáng giá 5k FP nữa. Và cảm ơn anh em đã đón xem cái video dành cho Diego Maradona phiên bản legend này. Và cũng cầu chúc cho Maradona được yên nghỉ. Cảm ơn ông vì những đóng góp cho lịch sử bóng đá thế giới. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được ông đâu. Đừng quên like, subscribe, nhấn tiếp tục Tavi Games. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Peace.